Người dân rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết, cửa ngõ phía Tây đông nghẹt xe. Ngày 26 tháng 1, tức 24 tháng Chạp, rất đông người dân bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê đón Tết, khiến cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc, chật kín người xe. Từ 7 giờ cùng ngày, hàng ngàn người dân di chuyển trên xe máy bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết ở các tỉnh miền Tây, khiến tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh trở nên đông đúc. Càng về trưa, lượng người tham gia giao thông trên quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây càng đông, trong đó người dân đi xe máy chiếm số đông. Một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong rất vất vả để điều tiết, phân luồng giao thông. Một cán bộ thuộc trạm cảnh sát giao thông Tân Túc làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 cho biết, dự kiến lượng người, phương tiện sẽ còn tăng cao những ngày tới. Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, chúng tôi ghi nhận lượng hành khách đến mua vé khá vắng. Nhiều quầy vé thậm chí còn không có khách. Đại diện bến xe miền Tây cho biết lượng hành khách tại bến xe trong ngày 26/1/24 tháng Chạp vẫn còn khá khiêm tốn. Theo đại diện bến xe miền Tây, trước đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người dân về quê vẫn chưa quay trở lại. Còn những trường hợp đã lên thành phố Hồ Chí Minh thì người dân cân nhắc việc về lại quê. Những năm trước khi chưa xảy ra dịch, thời điểm này bến xe hoạt động khá nhộn nhịp, người dân đến mua vé về quê nhiều, năm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hiện tại trung bình mỗi một ngày lượng khách tại bến xe chỉ khoảng 3.000, 5.000 khách. Dự kiến lượng khách cao điểm tại bến xe sẽ rơi vào các ngày 25, 26, 27, 28 tháng Chạp, vị này cho hay.